Các bến sông tại những địa phương đầu nguồn biên giới Tây Nam như An Giang, Đồng Tháp, Long An những ngày qua bắt đầu nhộn nhịp hoạt động đặt vớn, đóng đáy, khai thác cá linh của người dân. Hiện tại, lượng nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về sớm, nhiều hơn những mùa lũ năm trước. Do đó, nguồn lợi thủy sản, trong đó có cá linh theo con nước cũng về nhiều hơn. Tại một số điểm đóng đáy khu vực đầu nguồn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, mỗi đáy ngư dân có thể thu hoạch hàng trăm kg cá linh một ngày. Cá linh được các thương lái từ nhiều nơi tìm đến thu mua. Hiện giá cá linh, loại còn sống, được thương lái mua khoảng 70.000 đến 100.000 đồng một ký. Khi về đến các chợ tại Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, cá linh được bán lẻ khoảng 200.000 đồng một ký. Cá linh được xem là một sản vật đặc trưng của mùa nước nổi tại đồng bằng sông Cửu Long, có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau và được thực khách từ mọi miền ưa chuộng.